Nguyệt Bùi Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Hôm nay là Nguyệt sẽ trồng cây tắc. Mời cả nhà coi nha. Hôm nay Nguyệt cây tắc bữa giờ Nguyệt quay á cả nhà. Nguyệt mua mỗi thứ hai cây vậy đó, trồng trong vườn. Nên mình coi cái gì mình cũng có hết, mình cần mình làm nước mắm hay nãy kia không? Mình có tắc nè, có chanh nè. Mốt luộc ốc nè cả nhà. Nguyệt còn thiếu sả nữa. Để Nguyệt xin vài cây sả Nguyệt về trồng mấy bụi sả. Nè cả nhà. Cái tắc này là Nguyệt mua nè. Có trái nhỏ nhỏ mà trái hơi xấu. 30.000 cây á cả nhà. Mỗi thứ là một trồng hai cây. Đấy. Mình trồng vậy đó. Khi nào mình uống nước, mình muốn uống nước tắc hay mình làm nước mắm hay là cái gì đó, mình có tắc nè, có chanh nè. Đây, cây này là cây thứ hai. Chanh này là chanh tím nè cả nhà. Nụ cũng nhiều lắm nè. Bông á. Chanh tím được mua cũng 30.000 cây. Hôm qua Ngọc mới cắt cái mít nè, cắt nhánh với cắt trái để dưỡng cây, không có cho nó trái nhiều cả nhà, để cho cây nó khỏe nè. Tại vì cây của mình là trái đầu á, Ngọc cắt hết rồi nè. Nè, Ngọc cắt giục nè. Cái trái này nó cũng xấu, nó méo hết rồi cả nhà, mốt mốt. Trong vườn á cho nhà, chỗ đất nào trống là một trồng hết, không để cho nó không chỗ nào hết. Cái này là cây đu đủ nè cả nhà, mà nó chết rồi, nó ngã xuống. Cây chanh này ha cả nhà, mình lấy làm gà, làm nước chấm á. Mình cắt lá chanh vô cũng ngon nha. Ủa sao kỳ vậy? À, cái gai nó nhỏ nhỏ. Bây giờ buổi trưa cả nhà nắng lắm. Lụm mấy cái gác để mà quay cho cả nhà coi tiếp nha. Ôi cha, đây 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 đây. Ôi cha. Ôi. Sao gì ghê vậy ta? Cái nhà mua là hai cây me Thái cả nhà. Ui sâu nè cả nhà. Con sâu gì á. Hai cây me Thái lại hai cây này là hai cây dâu quá, dâu xanh đó cả nhà. Trồng cho có trái ăn. Cả nhà. Cây của mình là cũng lên vừa thấy cũng tốt, cũng bình thường, chưa có triệu chứng ngợp.
Còn cái luống này là để lát nữa người tách cái rau cải ngọt cải bẹ xanh đó, tách nó ra đây. Để mình đi trồng hai cây me Thái. Cây me Thái này một mua cũng 30.000 cây, mình cứ trồng đi cả nhà, còn nó lên hay không là cái chuyện của nó. Mê cả nhà, mê thì cứ trồng thôi, chứ nó vừa khoe với cả nhà này, gừng nè ở phía sau của người cũng lên rồi nè, nhưng mà đi rồi hôm qua rồi không có thấy đường cả nhà, nè đá nó gãy hết miếng rồi, gừng nó cả nhà, nè cả nhà. Đó, ở dưới đây là toàn bộ là gừng, bởi vì mình nó đi là phải cẩn thận, không cẩn thận là đạp nó là nó gãy. Ở phía sau bữa một chồng một tạ cũng lên này, này cũng nghệ nè, ở đây dễ trồng cả nhà, đó bây giờ mọc rồi nè, cả nhà thấy không, ở đây dễ trồng lắm, trồng cái gì nó cũng lên á, tại mà đang vô mùa mưa nữa cho nên là mình mới trồng trồng này trồng kia, mình đỡ phải tưới. Tưới đây không phải như tưới mình, tưới ít ít nha cả nhà, tưới đây phải kéo cái ống bự mày chạy cả một cái vườn vậy đó, tưới từng dãy từng dãy. Vậy là một tạ gừng ở phía sau mình trồng, phía sau vườn nữa cũng lên hết này cả nhà. Hôm qua là người cũng đã trồng mà. Trồng sầu riêng đó cả nhà, sầu riêng Thái Lan á cả nhà, cái gì, ủa sầu riêng tên gì quên này anh ơi, sầu riêng là tên gì quên này hả, Mosekin nó cả nhà, một trồng được chắc 16 cây nó cả nhà, nhìn đó, đó thằng kia đó, đó là trồng rồi đó. Trước khi mình trồng mình gãi phân vi sinh xuống rồi xong rồi mình mới ấy thôi, vô bị méo rồi đó. Trồng cái gì nó cũng lên cả nhà, nhìn nó đã quá. Cái thanh long này cũng có bông rồi. Còn nghệ hay cả nhà, bắt đầu nó lên từ từ hết. Nè cả nhà, nó cứ mọc vậy nè. Một chồng nó tùm lum hết trơn. Đây là nghệ nè. Đây nè cả nhà. Nó lên hết rồi. Nè cả nhà. Chỉ cần mà có vài đám mưa nữa thôi cả nhà là chỗ này nó lên nhiều lắm nè, bố một chồng ở dưới đây cũng nhiều lắm. Đó. Đi cũng nó là một đạp đó. Cái nhà nó lên nha. Thích lắm cả nhà ơi, cái còn có đất ha. Nên mình gieo cái gì nó cũng lên chứ. Ôi trời 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 trời. Mới dập nó.
nghệ này cả nhà. Để quay tiếp cho cả nhà cho coi trồng mấy cây kia nữa nha. Trồng tiếp theo là cây ổi nha cả nhà. Ổi này là ổi ruby. Ổi ruby phải đâu phải ruột đỏ phải không? Ổi ruby là ổi bình thường hả? Đây cả nhà. Ổi nha cả nhà. Được mua 3 cây. Rồi trồng ở đây một cây. Cây này là cây ổi nữ hoàng. Cây ổi gì ta? Rồi trồng 3 cây ổi, 3 loại cái nha. Mà không biết cây này là ổi gì trời. Kế tiếp là mình trồng 2 cây bưởi. Bưởi tiếng vua. Nhìn cả nhà. Bưởi tiếng vua này cả nhà, mà cái ruột nó đỏ đỏ á. Ruột đỏ chứ không phải là bưởi da xanh mình đâu. Ôi có con gì đây nè. Mỗi thứ mình Nguyệt cứ trồng 2 cây 2 cây gì đó để cả nhà cùng theo dõi với Nguyệt nha, coi nó có ra trái không biết nữa. Mình thích mình trồng mà không biết biết nó có lên trái hay không. Cây nha, ở đây một cây, bên đây một cây. Mình cứ trồng xen kẽ vô vậy đó. Cái chỗ nào mà mình chai thấy trống mà nó không có bị che cả nhà là mình cứ trồng vô thôi. Bưởi tiếng vua là bưởi ruột đỏ, ở ngoài nó vàng vàng thì phải ha. Để mình trồng thử. Coi nó có lên trái không, lên trái. Mình thấy cái đó Tết mà chân đẹp lắm cả nhà. Không biết nó có ngon như cái bưởi da xanh của mình không cả nhà ha. Sầu riêng. Nguyệt đi đâu ngoài. Ở ngoài á Nguyệt trồng thêm 2 cây trà xanh nữa. Nguyệt có mua trà xanh nữa để mình lấy nước mình uống nè cả nhà. Để Nguyệt đi ra ngoài Nguyệt quay cho cả nhà coi nha. Thằng trà xanh nè cả nhà. Nguyệt mua có 2 cây trồng thử coi sao, 10.000 cây cả nhà.
mình trồng hai cây trà xanh đó để mình lấy mình bỏ nước sôi vô mình uống như uống trà tươi. Người đang mê uống cái lá bối cả nhà. Để mình coi mình kiếm cái lá bối đó đâu, một trồng cái lá bối đó uống cũng tốt lắm. Này hộp dưa hấu nè. Nên nó cũng được đoạn cho bò cút rồi nè cả nhà. Cả nhà xung quanh vườn này cả nhà coi nha, ở phía sau nè. Ổi mình trồng cái thì mình mê trồng, ở trong vườn cái gì cũng có. Cái con trồng mỗi thứ hai cây vậy cả nhà, để ăn cho vui. Còn gừng thì cũng nằm dưới.